Vậy là vòng bảng giải vô địch U23 quốc gia năm 2024 đã đi được 2/3 chặng đường với nhiều trận đấu kịch tính. Sau đây là bảng xếp hạng tạm thời tất cả bảng đấu cả hai hạng mục nam và nữ tính đến ngày 13 tháng 9. Bảng A hạng mục nam có những cái tên như Thế Công Tân Cảng, Ninh Bình, Quảng Nam, Biên Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn đầu bảng đấu hạng mục dành cho nam ta có câu lạc bộ Thế Công Tân Cảng với chuỗi 4 chiến thắng và được tổng cộng 11 điểm. Tiếp theo hạng 2 câu lạc bộ Ninh Bình với 2 chiến thắng và 1 trận thua, tổng cộng được 7 điểm. Hạng 3 là sự góp mặt của câu lạc bộ Biên Phòng với 2 trận thắng và 1 trận thua, tổng cộng được 6 điểm. Hạng 4 là câu lạc bộ Quảng Nam với 2 trận thắng và 2 trận thua, tổng cộng được 6 điểm. Hạng 5 là câu lạc bộ Hà Nội với 2 trận thắng và 2 trận thua, tổng cộng được 6 điểm. Hạng 6 và hạng 7 lần lượt là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng có số điểm là 0 do không có trận thắng nào và chuỗi 3 trận thua. Bảng B là cuộc cạnh tranh của các đội như VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin Trường Tây Bình Phước, câu lạc bộ Đắk Lắk và câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hạng 1 là câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An với chuỗi 3 trận thắng, tổng cộng được 7 điểm. Hạng 2 là câu lạc bộ Binh chủng Thông tin với 2 trận thắng và không có trận thua nào, tổng cộng được 6 điểm. Hạng 3 là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai với 1 trận thắng và 1 trận thua, tổng cộng được 4 điểm. Hạng 4 là câu lạc bộ Hà Nội với 1 trận thắng và 2 trận thua, tổng cộng được 4 điểm. Hạng 5 là câu lạc bộ Đắk Lắk với chuỗi thua 4 trận và đang đứng cuối bảng với 0 điểm. Bảng C có phần cân bằng khi có các đội góp mặt như câu lạc bộ Vietinbank, câu lạc bộ Thái Nguyên, câu lạc bộ Quảng Ninh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hải Dương. Hạng 1 và hạng 2 tạm thời thuộc về lần lượt câu lạc bộ Thái Nguyên và Vietinbank với 2 trận thắng và 0 trận thua, tổng cộng được 6 điểm. Hạng 3 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 2 trận thắng và 2 trận thua, tổng cộng được 6 điểm. Hạng 4 là câu lạc bộ Quảng Ninh với 1 trận thắng và 2 trận thua, tổng cộng được 3 điểm. Đứng cuối bảng C là câu lạc bộ Hải Dương khi thua 3 trận liên tục và chưa có điểm. Vậy là còn vài ngày nữa là kết thúc vòng bảng giải vô địch U23 quốc gia năm 2024 để bước vào loạt trận tứ kết. Xin chúc các câu lạc bộ thi đấu các trận đấu còn lại thật xuất sắc để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam những trận cầu mãn nhãn nhất.